Thực hiện nghị định số 116 của Chính phủ, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên đã xuất cấp hơn 800 tấn gạo cho gần 15.000 học sinh tại tỉnh Đắk Lắk có hoàn cảnh khó khăn. Toàn tỉnh hiện có 14.800 học sinh đặc biệt khó khăn thuộc diện được hỗ trợ gạo. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương có liên quan tiến hành cấp phát gạo theo đúng quy định, bảo đảm về số lượng, chất lượng và đúng đối tượng. Việc cấp phát gạo có ý nghĩa quan trọng, góp phần hỗ trợ kịp thời để các em học sinh yên tâm học tập.